Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày mùng 1 tây của tháng 7 của năm 2019. Và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị. Được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên là cái bản tin liên quan về cái tòa tối cao Pháp viện đã đưa ra cái quyết định vào thứ năm vừa qua liên quan về cái vấn đề câu hỏi quốc tịch trong cái thống kê của năm 2020. Rồi sau đó thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2019. Và trong chương trình này Tuấn welcome cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch. Thì số điện thoại để cho quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào cho chương trình là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên là qua đài truyền hình của Việt TV, đó là Việt TV 55.5 tại Houston và Dallas, và Việt TV trong Direct TV 2036. Ngoài Direct TV và Việt TV thì chương trình cũng trực tiếp gửi quý vị qua Facebook và trong online của viettv.com. Đồng thời, chương trình cũng gửi cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Đó là 1560 AM ở Houston. Cho dù là qua radio hoặc là qua TV, Tuấn welcome cái câu hỏi của quý vị liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch qua số điện thoại 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, trong thứ năm vừa qua, thì Tòa Tối cao Pháp viện đã đưa ra một cái quyết định, tương đương nó quan trọng về cái vấn đề liên quan về vấn đề di trú và nhập tịch. Thì cái quyết định này nói là cái thống kê, cái câu hỏi mà người ta có quốc tịch hay không, mà trong đó là một cái câu hỏi trong cái thống kê mà ban điều hành của Tổng thống Donald Trump muốn bỏ vào cho cái thống kê năm 2020 là người ta có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì cái Tòa Tối cao Pháp viện đã chống lại và không cho đặt cái câu hỏi đó. Hiện tại bây giờ không cho đặt cái câu hỏi đó. Tòa Tối cao Pháp viện yêu cầu đưa lại cái dự án này trở lại với cái Bộ Thương mại để giải thích thêm cái chi tiết tại sao người ta muốn đưa cái câu hỏi này vào. Thì Tuấn nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ tí một thời giờ để coi cái sự quan trọng của cái câu hỏi này, cho dù cái câu hỏi này một câu rất là đơn giản thôi là người ta có quốc tịch hoặc là quốc gia Hoa Kỳ hay không. Mà trong cái thống kê mà một cái câu hỏi này đưa ra nhiều cái sự tranh chấp giữa bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Thì bây giờ Tuấn có một số cái chi tiết để Tuấn trình bày cho quý vị. Rồi sau đó thì Tuấn sẽ tiếp đón cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị qua điện thoại. Thưa quý vị, trong cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ, cái khúc đoạn đầu của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ bắt Quốc hội phải đưa ra một cái thống kê, cứ 10 năm đưa ra một cái thống kê. Cái đó là khúc đoạn đầu phần 2 của cái hiến pháp. Mỗi 10 năm thì phải có cái thống kê quốc gia để cho biết bao nhiêu người đang cư ngụ ở trong nước Hoa Kỳ. Cái lý do tại sao phải có cái thống kê này? Thì cái lý do thứ nhất là tại vì căn cứ vào bao nhiêu người sống ở trong nước Hoa Kỳ, bao nhiêu người sống mỗi tiểu bang, thì chúng ta có bao nhiêu người sẽ đại diện cho cái con số người đó trong Hạ viện. Đó, thì cái thủ tục này nó gọi là apportionment. Hiện tại bây giờ trong cái Hạ viện của Quốc hội thì chúng ta có 435 người đại diện trong Hạ viện và 100 người thượng nghị sĩ đại diện cho thượng nghị viện. Đó, thì 435 người này người ta chia ra căn cứ vào cái con số người mà sống trong cái tiểu bang của người ta. Tuấn cho một cái thí dụ đi là ở Texas thì có khoảng gần tới 36 người đại diện cho tiểu bang Texas trong Hạ viện. Đó. Ở New York mà cái kiện này nó đưa ra là 27 người đại diện trong Hạ viện cho tiểu bang New York. Cho nên cái thống kê này nó quan trọng vì hai phần. Phần đầu tiên là đưa ra cái apportionment là bao nhiêu người đại diện cho bên Hạ viện cho mỗi tiểu bang. Rồi cái thứ nhì là cái vấn đề tài trợ của chính phủ.
Tại vì cái tài trợ của chính phủ liên bang nó căn cứ vào cái con số người của mỗi tiểu bang. Cho nên giả sử nếu mà tiểu bang Texas nhận được tiền của chính phủ so sánh với tiểu bang khác, thì cái đa số là cái tiền mà cái tài trợ đó của liên bang nó sẽ nhiều hơn. Tại vì con số người dân ở đây nhiều hơn so sánh với tiểu bang kế bên là Louisiana đi. Cho nên nó quan trọng vào hai phần. Phần đầu tiên là nó quyết định bao nhiêu người đại diện cho Hạ viện. Cái thứ nhì là vấn đề tài trợ cho cái vấn đề tiền mà nếu mà chính phủ đưa ra liên bang để cho mỗi tiểu bang. Nào, cái thống kê kế tiếp nó sẽ xảy ra là năm tới, khoảng mùa xuân của năm tới, mùa xuân hoặc là mùa hè của năm tới. Thì cái thống kê này người ta phải đếm khoảng hơn 330 triệu người và trong hơn 140 triệu những gia đình. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái thống kê này từ bưu điện cho tới từ qua Internet. Thì trong cái thống kê kế tiếp á, thì khi mà Tổng thống Donald Trump được bầu cử lên thì ông ta đã đưa ra cho Bộ Thương mại biết rằng là ông ta muốn cái câu hỏi là những cái người ta sống ở đây có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì một trong cái lý do mà cái Sở Thương mại đưa ra cái câu đó để bảo vệ cái quyền bầu cử đó, thì cái câu hỏi đó thì người ta rất là lo sợ hỏi như vậy thì có nhiều người sẽ không có đưa vào cái thống kê hoặc là không chịu điền cái thống kê đó. Thì nếu mà cái con số người không có đúng thì nó sẽ có thể thiệt thòi cho những cái tiểu bang nếu mà cái tiểu bang nó có nhiều người mà không phải là công dân Hoa Kỳ đó. Cho nên vì lý do đó tiểu bang New York và một số tiểu bang mà có rất là nhiều người định cư đưa ra cái kiện tụng chống lại cái Sở Thương mại hoặc là Bộ Thương mại về cái câu hỏi này. Thì cái sự tranh chấp này nó đã đưa tới cái tòa tối cao pháp viện thứ năm vừa qua. Và chúng ta có cái quyết định với cái vấn đề 5-4 bầu cử là 5-4 là không cho, hiện tại không cho cái câu hỏi đó vào cái thống kê của năm 2020. Cái lý do tại sao những cái chánh án nó quyết định đó, một câu giải thích rất là đơn giản thôi là cái lý do để đưa những cái câu hỏi đó nó không có rõ ràng. Cho nên tòa tối cao pháp viện mới đưa lại cái hồ sơ này cho tòa liên bang. Rồi tòa liên bang địa phương sẽ yêu cầu Bộ Thương mại giải thích cho nó rõ ràng hơn. Thì bây giờ chúng ta biết rõ ràng là không có kịp thì giờ để đưa cái câu hỏi đó vào cái thống kê của năm 2020. Nhưng mà có thể cái thống kê năm 2030, nghĩa là hơn một chục năm sau, nó sẽ có cái sự tranh chấp này nữa. Thì đây là một cái thí dụ mà Tuấn nói trong cái chương trình này, chúng ta bắt đầu thấy cái di trú nó không phải là vấn đề hồ sơ bảo lãnh của người ta thân nhân ở Việt Nam hay không đâu. Nó cũng không phải là vấn đề hồ sơ xin thẻ xanh. Nhưng mà quý vị thấy đây là nó là một cái bất cứ cái gì trong cái xã hội hoặc là trong cái vấn đề mà làm việc với chính quyền hoặc là cái quyền lợi thì nó lại liên quan tới. Thì đây là một cái sự liên quan tới cái thống kê, mà cái thống kê đó lại ảnh hưởng về cái chính trị. Cái chính trị để có bao nhiêu người mà có thể đại diện cho bên Hạ viện. Dĩ nhiên nếu mà cái con số giống như New York hoặc là Texas nó giảm đi và những cái tiểu bang mà khác là nhiều công dân Hoa Kỳ thì con số nó lại nhiều cho người ta, và những cái tiểu bang nó có thể là không phải là những cái người Hạ viện mà phần trăm cao về đảng Cộng Hòa hoặc là có thể vào đảng Dân Chủ nữa. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn. Thì hiện tại bây giờ cái thống kê của năm 2020 chúng ta sẽ không có cái câu hỏi về cái công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề này nó cũng chưa có xong. Tương lai thì không biết cái tòa hoặc là tòa tối cao pháp viện sẽ giải quyết như thế nào. Và bây giờ tới phần kế tiếp thì cho Tuấn mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình dành riêng về đề tài luật di trú và nhập tịch thôi. Cho nên khi quý vị gọi vào, Tuấn rất là hy vọng là quý vị sử dụng những cái chi tiết, những cái tài liệu để tìm hiểu thêm. Chứ nó không bao giờ có cái sự thay thế vừa giữa cái sự cố vấn của quý vị với luật sư quý vị. Cho nên lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị tham khảo trực tiếp với luật sư quý vị.
Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là anh Hùng ở thành phố Dallas. Xin mời anh Hùng lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, anh Hùng, anh đang trực tiếp với Tuấn qua chương trình Luật Di trú và Nhập tịch trong Việt TV. Xin mời anh lên tiếng đi anh Hùng ạ. Ok, nó bị hơi hú đó anh Hùng. Mời anh trình bày đi ạ. Dạ vâng, có tiếng Việt chứ mày Hùng ạ. Ok, anh Hùng, Tuấn xin cáo lỗi một tí nha, tại cái điện thoại nó hơi trở ngại một tí và nó hú rất là nhiều mà Tuấn không nghe rõ cái câu hỏi của anh. Ok, bây giờ much better, bây giờ đỡ lắm rồi anh Hùng, mời anh trình bày đi anh Hùng. Dạ vâng. Dạ dạ, tôi có bảo lãnh cho con trai tôi, hiện 21 tuổi, tôi có thẻ xanh, tôi là thường trú nhân, bảo lãnh cho con tôi. Dạ vâng, anh Hùng anh còn ở đó không ạ? Vâng, vào tháng 11 năm 2013 thì tháng 2 vừa rồi thì sở di trú yêu cầu tôi có như là bộ coi như là làm hồ sơ bảo vệ tài sản, thì tôi đã tháng 2 vừa rồi thì tôi đã làm xong rồi, thì hôm qua tôi có nhờ bộ. Ok, Tuấn lại không nghe được cái câu hỏi của anh Hùng rồi. Ok. Dạ. Dạ vâng, hồ sơ ngày ưu tiên là tháng 11 năm 2013 anh đã làm thủ tục với trung tâm visa rồi, cho Tuấn hỏi cái thắc mắc của anh Hùng là cái gì về anh Hùng? Dạ dạ, cái gì cơ? Cái thắc mắc của anh là gì? Tôi tháng 2 vừa rồi thì tôi đi có cầu bảo vệ tài sản theo yêu cầu sở di trú. Rồi hôm qua thì tôi có xem lại những cái hồ sơ thì bên sở di trú báo là coi như tất cả đều hoàn tất, như chỉ riêng cái hồ sơ thuế thì chưa hoàn tất. Như vậy thì tôi sẽ phải bổ sung thêm hay là phải làm cái gì? Câu nhỏ hỏi thứ nhất. Và hỏi thứ hai là vậy thì khi mà hoàn tất rồi thì khoảng bao lâu nữa thì con tôi được gọi phỏng vấn? Thưa luật sư. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và cho Tuấn xin lỗi về cái vấn đề kỹ thuật một tí. Thưa anh Hùng ạ, cái vấn đề đầu tiên là cái thuế để nộp cho trung tâm visa đầu tiên chỉnh anh nha. Cái thủ tục anh đang làm là trung tâm visa của Bộ Ngoại giao chứ không phải là sở di trú nha. Sở di trú đã chấp thuận hồ sơ này chuyển qua trung tâm visa rồi. Thì những cái hồ sơ nếu mà Tuấn nhớ không sai bắt đầu đầu năm thì phải nộp cái 1722 với cái trung tâm của cái visa. Cho nên nếu mà anh không nộp cái 1722 thì anh cần trích lục cái 1722 là cái tax transcript với sở thuế vụ. Thì anh có thể liên lạc những cái dịch vụ để giúp cho anh, hoặc anh liên lạc trực tiếp với sở thuế vụ, hoặc là coi lại những cái chương trình trước đây mình nói những cái cách để mình có thể mình xin trích lục lại cái tax transcript với sở thuế vụ. Nếu mà anh hoàn tất cái hồ sơ này cũng chưa có quyền được phỏng vấn nha. Hồ sơ này của anh là ngày ưu tiên là tháng 11 của năm 2013. Thì tháng 7 này người ta mới có quyền phỏng vấn tháng 9 của năm 2013 thôi. Cho nên tôi nghĩ cái hồ sơ này vẫn còn ít nhất là khoảng từ 4 cho tới 6 tháng nữa. Nó mới đáo hạn thì lúc đó mới có quyền phỏng vấn nếu mà anh hoàn tất cái thủ tục này với trung tâm visa. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp đi. Đó là anh Việt ở Arlington, Texas. Xin mời anh Việt ở Arlington, Texas lên tiếng đi anh Việt. Dạ, dạ. Hiện tại em là du học sinh ở bên Mỹ. Nhưng mà em đã đám cưới với lại vợ em hồi tháng 9 năm ngoái và làm giấy tờ bảo lãnh. Và em nộp giấy tờ bảo lãnh kèm với cái form 1 E131 và cái form E165 để cái travel document và cái employment authorization, và hiện tại em đã nhận được cái thẻ đó mà nó có ghi cái dòng là SFS 512 Advanced Parole. Em có câu hỏi là nếu mà hiện tại em vẫn còn là du học sinh mà em muốn về Việt Nam và sử dụng cái thẻ này để vào Mỹ lại, thì nó có cái trở ngại gì khi mà vào lại Mỹ không ạ? Dạ vâng, cho Tuấn hỏi Việt một câu thôi, là cái này là cái hôn nhân với người vợ có quốc tịch Mỹ phải không Việt? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Ok, cảm ơn Việt rất là nhiều và Việt có thể cúp điện thoại để cho Tuấn trả lời cho Việt ha. Khi mà mình
khi mình kết hôn, khi mình là du học sinh kết hôn với người vợ công dân Hoa Kỳ, thì người vợ có quyền bảo lãnh và mình có quyền xin thẻ xanh. Thì cái thủ tục đó thì phải đợi chờ sở di trú nó giải quyết. Thì hiện tại bây giờ sở di trú ở Dallas, giống như sở di trú Houston thì nó cũng chậm thôi, nó có thể từ khoảng 12 cho tới 18 tháng trở lên. Trong cái thời gian đợi chờ như vậy đó thì mình có quyền xin phép sở di trú cái quyền lợi tạm thời để trong cái thời gian người ta giải quyết cái hồ sơ. Thì cái quyền lợi tạm thời đó là cái thẻ đi làm việc và cái thẻ thông hành. Thẻ thông hành thì nó gọi là Advance Pro, nó khác với Reentry Permit nha. Thì cái thẻ thông hành cho phép em đi và trở lại, ok. Nhưng mà đa số đó, cái sự cố vấn của Tuấn cho thân chủ của Tuấn là Tuấn không có khuyến khích người ta đi nếu mà không phải là cái chuyện gọi là chuyện absolute emergency, nghĩa là cái chuyện gì rất là khẩn cấp mới cần đi. Lý do tại sao? Tại vì khi mình trở lại nước Hoa Kỳ thì cái tình trạng di trú của mình nó gọi là arriving alien, là một người mới tới. Trong cái luật di trú, khi mà người ta là arriving alien, là một người mới tới trở lại đây, và nếu mà cái hồ sơ thẻ xanh bị trục trặc và đưa vào tòa di trú thì cái quyền lợi nó lại khác, cái quyền lợi để cho tòa xử nó lại khác với cái tình trạng là du học sinh. Cho nên vì lý do đó chính là tại sao Tuấn không có khuyến khích người ta đi, ngoại khi nó là absolute emergency. Đó, nghĩa là cái chuyện gì rất là khẩn cấp mà nó xảy ra, giống như thân nhân ruột thịt bị bệnh và bệnh rất là nặng và có thể bị mất. Thì cái đó là trong cái tình trạng nên đi. Còn nếu mà không, đa số lại tránh đi. Cái này đặc biệt quan trọng hơn nếu mà những người ta đang xin thẻ xanh chưa phải là cái hôn nhân với công dân Hoa Kỳ, giả sử hôn nhân với người thường trú nhân đi, thì lại không nên đi nữa. Cho nên trong cái hoàn cảnh này nếu mà tránh thì nên tránh đi, chờ chừng nào phỏng vấn thẻ xanh nếu mà tốt đẹp thì có cái thẻ xanh là đi cho nó an toàn mà bớt cái sự lo lắng hơn. Cảm ơn Việt ở Arlington rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là anh Hải ở tiểu bang Michigan. Xin mời anh Hải lên tiếng đi ạ. Vâng, em chào luật sư. Dạ vâng, em Hải đang ở thành phố nào vậy? Ở Rochester Hill. Dạ vâng. Của Michigan. Dạ vâng, anh Hải có câu hỏi cho Tuấn giúp trả lời cho anh ạ. Em có một câu hỏi là ba em làm hồ sơ bảo lãnh theo diện F2B cho chị em, là hồ sơ là tháng 5 năm 2015. Khoảng 4 tháng sau thì được giấy approve. Vậy em cho hỏi cho em có câu hỏi là ba em làm mỗi tháng là khoảng 20.000 một năm, nhưng mà có support mẹ em nữa. Vậy khi mà làm bảo trợ tài chánh á, em nghĩ là không đủ. Mà em thì làm em là độc thân, em làm cũng tương đương với lương của ba em. Lương của em với lương ba em là như nhau, vậy em có thể làm đồng bảo trợ được không ạ? Cho Tuấn hỏi em và ba của em có sống chung hay không? Có sống chung, dạ, nhưng vâng. Mà em khai thấy riêng. Ok, cho nên nhà của em có mấy người, hai người hay là ba người? Có ba em, mẹ em, ba em. Ok, cảm ơn em rất là nhiều, và nếu mà không còn câu hỏi gì em có thể cúp điện thoại cho tôi. Em có một câu hỏi nữa là nếu mà em không đủ tài chính thì em có thể người đồng bảo trợ là có giới hạn người không luật sư? Dạ vâng, thank you very much, em cúp điện thoại cho tôi đi. Cái người đồng bảo trợ nếu mà đủ điều kiện là đủ thôi. Cho nên cho dù giả sử đi cái người này không đủ thì mình không dùng, mình dùng người khác thì có quyền, nếu người ta đủ là đủ thôi. Cho nên Tuấn không có sure là cái câu hỏi của em là giả sử giống như phải nhiều người hay gì. Đối với cái vấn đề bảo trợ tài chính, mình không đủ thì mình nhờ người khác đồng bảo trợ. Nếu người ta đủ thì cái đó đủ xong rồi, chứ không cần nhờ thêm, không phải cần làm cho nó mạnh hơn. Còn riêng cái câu hỏi về cái bảo trợ tài chính của em thì đầu tiên hồ sơ này vẫn còn khá lâu nha. Hồ sơ này còn ít nhất là từ 2 cho tới 3 năm nữa. Và nếu mà chuẩn bị cho cái bảo trợ tài chính thì cũng gần tới 2 năm nữa. Cái bảo trợ tài chính tới lúc đó thì cái con số nó lại khác đi. Nhưng mà trước mắt nếu mà gia đình của em là ba mẹ và em là ba người với đứa em độc thân ở bên Việt Nam là 4 người, thì cái con số đòi hỏi bây giờ thì nó khoảng 31.000 trở lên. Tới lúc đó nó có thể hơn và chắc chắn nó sẽ hơn. Em có đủ, ba của em có đủ không? Thì câu trả lời không. Nếu mà ba của em làm khoảng 20.000 làm hạng đi,
rồi em sống chung với ba của em và em làm khoảng 20.000, thì cái income em ba của em có quyền cộng cái income của em là người đồng bảo trợ thì nó là 40, thì nó đủ cho người chị của em. Những cái chi tiết này Tuấn chỉ trả lời tạm thời thôi, tại vì đầu tiên cái hồ sơ này nó còn xa. Cái thứ nhì, những cái chi tiết này mình phải coi cái hồ sơ, coi thuế người ta khai như thế nào rồi mình trả lời chính xác được. Cho nên mấy cái này hy vọng sau này em làm việc với một người nào đó hoặc một văn phòng nào đó để cho nó rõ ràng hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Và thưa quý vị, cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2019. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2019. Năm 2019, bảng B, Days of Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2012. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 3 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 9 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 7 năm 2019. Số điện thoại để tiếp tục gọi vào cho chương trình là 844-858-7000. Trên đường dây kế tiếp cho Tuấn xin mời cô Cảnh ở Arlington, Texas. Xin mời cô Cảnh ở Arlington, Texas lên tiếng đi cô Cảnh. Dạ, xin chào. Xin chào cô ạ. Thưa cô, có câu hỏi và thắc mắc gì để cho tôi giúp trả lời cho cô? Dạ, tôi sắp tới tôi có lấy chồng, tôi có làm hôn thú với chồng của tôi năm 2016. Rồi người sắp tới tôi thi quốc tịch thì tôi có thể bảo lãnh cho chồng tôi là người Mỹ được hay không, mà người chồng tôi là người Mỹ ở nước Mỹ không có giấy tờ. Dạ vâng. Cô Cảnh. Từ... Dạ vâng, cô Cảnh, cho tôi hỏi cô làm sao có thẻ xanh vậy cô? Hả? Cô làm sao có thẻ xanh, ai bảo lãnh cho cô? Gia đình của tôi, chị của tôi bảo lãnh cho tôi qua nước Mỹ nay là 15 năm rồi, tôi có thẻ xanh được. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Cảnh rất là nhiều. Dạ vâng, tôi xin lỗi tôi cắt ngang cô Cảnh. Tôi chỉ còn vài phút để tôi trả lời cho cô Cảnh thôi. Cô có thể cúp điện thoại cho tôi. Cô Cảnh, khi mình nói về cái di trú vào nước Hoa Kỳ hoặc là cái thẻ xanh cho một người Latino, là một người có thể là gốc Mexico hoặc là gốc những cái gốc của nước Latin ở trong Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ, thì mấy cái tình trạng đó thì cái câu trả lời cho cô thì nó lại rất là khác cô. Tại vì đa số là nếu người ta ở Mexico đi thì đa số những cái người mà đang có mặt ở đây thì rất là có thể người ta vào đây mà không có cái sự kiểm tra. Nghĩa là người ta đi chui vào đây hoặc người ta đi vào đây không có cái sự kiểm tra là bất hợp pháp. Đó. Cho nên đó là cái tình trạng nó khác với một người có visa đi qua này ở quá hạn. Thì khi người ta đi chui như vậy thì cho dù người ta kết hôn với người vợ quốc tịch Mỹ giống như cô, chưa chắc người ta có quyền xin thẻ xanh ở đây đâu. Và nếu người ta muốn làm thủ tục thì người ta phải trở về cái quốc gia của người ta. Thì khi người ta trở về cái quốc gia người ta thì người ta sẽ có những cái phạt giống như 3 năm hoặc là 10 năm không được trở lại. Cho nên trong những cái hoàn cảnh này đó thì cái sự cố vấn của tôi cho cô rất là đơn giản thôi. Người bạn của cô, người chồng tương lai của cô phải trực tiếp nói chuyện với luật sư để cho người ta tìm hiểu cái quá khứ của người đó như thế nào, để sau này cho dù cô có quốc tịch Mỹ để xem cô có thể giúp được cho cô hay không. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày 1 tây của tháng 7 của năm 2019. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.